cho thời gian có thai bé đầu á, thì mẹ mổ một lần, mổ lúc mang thai luôn. Wow. Nên rất là lo lắng cái thời điểm đó, thì ảnh hưởng tới sức khỏe tới có thể nói là tới bây giờ luôn. Lần đầu tiên của anh thì anh không có cơ hội để mà để hỗ trợ vợ của mình sinh bé đầu. Do lúc đó là anh còn trong quân ngũ. Sau khi mà bé đẻ xong khoảng mấy ngày á, anh có xin sếp để về. Lúc đó là bé được một tuần hay là bé cũng được ba bốn ngày? Ba bốn ngày. Nhưng mà lúc đó cũng gần cái giai đoạn Tết thì lúc đó mình cảm thấy nao lắm, nhưng mà mình không có được cái chứng kiến được cái cảm giác là mình bên cạnh vợ bên lúc cạnh mà vợ sinh. Có nghĩa là như thế nào, cùng đồng hành với vợ mình. Nhưng mà tới bé thứ hai thì anh mới biết cảm giác về cái vấn đề là mình lo lắng, mình hồi hộp, không biết là mẹ có ổn hay không, rồi bé như thế nào. Thì bé này sinh cái lúc đó cũng tầm buổi tối. Thì khi mà nghe cái là anh đang đợi á, chờ, mà lúc đó cũng đâu có cho mình vô mình gặp đâu. Phải đợi tới 7-8 mấy đó. Thì mới cho, chỉ được gặp bé thôi, không được gặp mẹ. Tại mẹ cũng là sinh mổ luôn. Mà lúc đó cũng mẹ cũng nói là mẹ không được gặp bé, mẹ buồn. Thì đúng rồi. Cho nên khi mà anh phải ở bên đó với con là suốt cả đêm. Thì mới cảm giác được cái người phụ nữ họ vất vả, họ vất vả quá. Cho nên anh lúc đó là anh rất là cảm động. Thấy thương vợ nhiều hơn đúng không? Thương. Mẹ bé không sanh tự nhiên được mà phải mổ. Mổ. Thì cái bé đầu á hơi khó cái chỗ là cho thời gian có thai bé đầu á, thì mẹ mổ một lần, mổ lúc mang thai luôn. Nên rất là lo lắng cái thời điểm đó. Lúc là bé 4 tháng là mẹ mổ một lần. Thì ảnh hưởng tới sức khỏe tới có thể nói là tới bây giờ luôn. Thì lúc mà đưa bé đi á, thì cũng không sinh thường được. Và lúc do vỡ ói ngay trước đó. Trước đó là vỡ ói rồi. Thì đến bệnh viện thì bác sĩ đưa vào phòng là làm giấy tờ để mổ gấp, mổ nhanh. Anh sẽ là cái người ký đúng không ạ? Đúng rồi, mổ liền. Tại vì vỡ ói rồi không đâu có chờ được. Thì cũng rất là lo, ngồi với cái màn hình của bệnh viện Từ Dũ á, ngồi cái nhìn cái màn hình trước chờ á, cứ hiện cái tên người này sanh, người kia sanh, người kia sanh rồi. Thì tới đâu khoảng gần 12 giờ trưa á, là hiện tên con mình lên. Là thở phào rồi đúng không anh? Thì khoảng hai tiếng sau á, thì phát lo lên á, bệnh viện phát lo lên á, mời bố vô coi nhìn mặt con á. Thì lúc đó chỉ nhìn được mặt con thôi, mẹ không thấy đâu hết. Rồi nhìn được khoảng chừng 5 phút là mẹ đưa bé vô lại với mẹ. Thì bố ra bố chờ tiếp. Khi mà mẹ tỉnh rồi á, thì đẩy mẹ với con ra cùng lúc. Thì lúc đó là cũng khoảng 6-7 giờ tối đó. Lúc đó cũng hơi tối, tại vì mẹ tỉnh thì hơi chậm so với người khác. Còn mình chờ tới chiều á, tới khoảng 5-6 tiếng sau á, thì mới gặp được. Đúng rồi, em thấy thường ví dụ những mẹ mà sanh kiểu bình thường sức khỏe tốt á, thì chỉ là bố sẽ chờ cái thời gian nó bị lâu thôi. Nhưng mà đối với như chị nhà sức khỏe yếu như vậy á, cái khoảng thời gian mà chờ nó hồi hộp kinh khủng luôn vô mà cùng.